dậy thế là nó cứ đi vô đi ra, nó cũng hùng hổ hổ là chứ. Tao hỏi chứ chứ mày đi đâu mà hắn không trả lời. Thế là bắt đầu anh hụt con cái chạy, tao biết chạy đi đường hay đi xuôi, tao biết đường bom mà tao lần đây bây giờ. Khoa xin chào cô chú bác anh chị và mọi người ạ. Hôm nay ở chỗ Khoa mọi người nhìn trời đấy. Tự nhiên tối qua gần sáng này nhìn gió ấy. Gió rất là to luôn, gió như kiểu có bão mọi người, không biết là bão hay là không khí lạnh nữa, nhưng mà tự nhiên gió xong vừa lạnh đấy, nó vừa tung cái bạt và vừa ra vừa mới che được cái bạt trồng gà. Gà không nhiều lắm. Hôm nay là ngày cuối cùng Khoa ra trồng em chín, trồng được hai ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ ba. chắc là ổn rồi mọi người. Ui mưa luôn rồi mọi người ạ. Cái này chắc là không khí lạnh rồi. Khoa đi vào nhà. Xong thì Khoa ra nhà em chín. Ba. Chết đi đâu? Ba. Ừ. Chết đi đâu? Mày đâu? Bây giờ ba á nó đi. Hắn đi tay trả giết nó, vô tao tìm đây. Ôi được. Đâu tao về cho tao. Ba bình tĩnh đấy ba. Bình tĩnh đi. Hắn đi giờ trời mưa trời gió rồi, bây giờ nó trả giết nó đi đâu? Thì đi tìm về cho tao. Sợ. Thế thằng Chiến vừa tối qua con vẫn ở đấy mà. Ở đấy nhưng mà nó ngủ rồi, lúc 3 giờ sáng nó dậy nó chạy trong theo thì không biết nó đi đâu. Mới đi tìm cháu tao về. Mẹ nó thì hắn bọn nó đi làm chả biết cái gì. Bây giờ mới đi tìm cháu tao về đi. Tìm à? Quên mi mang cháu tao đi, bây giờ không biết nó chạy đi đâu, nó nhiên nhiên nó chạy tao bỏ đường cháu tao nó lên đường lên núi. Nó bị mà ăn cái thằng đi rồi. Nó chạy từ cái lúc 3 giờ sáng nó dậy nó chạy trong theo thì không biết nó đi đâu. Mới đi tìm cháu tao về đi. Tìm à? Quên mi mang cháu tao đi, bây giờ không biết nó chạy đi đâu, nó nhiên nhiên nó chạy tao bỏ đường cháu tao nó lên đường lên núi. Nó bị mà ăn cái thằng đi rồi. Nó chạy từ cái lúc ôi bà cứ bình tĩnh nha bà. Tối nay mà mẹ qua nhà bay không tìm được cháu tao ngày hôm nay á. Bà cứ bình tĩnh mà ngồi đây này. Bà ở đây. Ngồi đây. Mà tối nay. Xong con hỏi. Lâu nay anh em nhà nó thì thằng Kiến nó vẫn đi làm, thì thằng Khoa hai anh em nhà nó gặp nhau thì nó bảo nhau đi làm với bà, đi làm chứ có việc gì đâu. Thế là đi một lần rồi. Nó chữa khỏi rồi. Bây giờ hai anh em mình thẳng đi, nó rủ đi này. Thì bây giờ đi tìm cháu tao về đi. Thế là bà để con hỏi đó. Thế là 3 giờ sáng là nó đi nó thế nào bà? Nó dậy thế là nó cứ đi vô đi ra, nó hùng hùng hổ hổ là chứ. Tao hỏi chứ chứ mày đi đâu mà hắn không trả lời. Thế là bắt đầu anh hụt con cái chạy, tao biết chạy đi đường hay đi xuôi, tao biết đường bom mà tao lần đây bây giờ đây. Thì bà cứ bình tĩnh rồi đi tìm cháu sau. Bây giờ hôm nay trời mưa trời gió rồi, đi tìm cháu tao về cho tao ngay đi. Vâng, được rồi bà yên tâm để con đi tìm. Thế bây giờ là nó chạy hướng nào bà có biết không? Mà hắn tối cái lúc đó tao có biết nó chạy đi đường nào, chạy vô rừng vô đồi lên núi đá hay là đi đường nào. Bây giờ tao mới ra tao đi tìm mày đây. Rồi. Con tưởng là khỏi rồi chứ. Khỏi mà. Thì bảo là hai ba hôm là nó khỏe thôi. Thì anh em nó vẫn đi làm với nhau bình thường mà. Hôm qua về nó lại trở lại rồi, nó ăn cơm nó cứ lưng lưng láo láo rồi bắt đầu là nó ngủ chứ nó 3 giờ sáng bây giờ nó chạy tao không biết nó dậy đâu, tối tao già rồi tao biết đường mua nó gần đây. Vâng được rồi bà cứ yên tâm, bà yên tâm để con đi tìm cho. Con nhờ bà, thêm người nữa con đi tìm cho. Nhờ người mà tìm nó về xem. Thế nào một trang rồi, tối nay là phải đi hôm sáng tối sau này đi tìm cháu tao về cho tao. Không có là không có được đâu. Bố mẹ anh thì chả biết cái gì, mẹ anh thì vẫn công việc, bố anh thì không biết cái gì. Cái nhà có mình tao thì tao xoay sở anh em đây. Vâng được rồi bà cứ về bà lo việc ở nhà đi, còn con để con đi tìm cho. Bà về đi rồi tí nữa cháu nó mượn rồi nó biết nó đi đâu nữa chứ. Khổ tao này, rồi mưa trời gió, rồi mưa trời lạnh thế này này. Hắn lên núi đá, nó đi xuống đất thế này, đi mô rồi đây. Đi ở cũng xuôi có biết nó. Chúng đang chạy vụt cái tao, tối tao biết cái gì biết. Đường nào mà theo đây.
rồi bà cứ yên tâm đi bạn, để con đi tìm cho, tại vì là bạn cái này cũng là một phần nhiều trách nhiệm của con, tức là em ấy đi làm với con biết hơn, nhưng mà con lại không nói được cho em ấy thì mới đến cái việc này. Được, bà cứ yên tâm. Bà cứ về xong bà cứ lo việc ở nhà đi, còn bà cũng già rồi, bà không đi theo để đi tìm được đâu. Bà không biết đường nào mà đang đi về chỗ sống. Không đi được. Chắc là vẫn bị cái kia rồi, cái hôm trước rồi. Thằng thì khăn yếu bóng vía để bác cứ lên đồi lên núi là nó bị thôi. Thế ạ. Dạ là tao có cho đi lên đồi lên núi đá đâu. Thôi được rồi, bà cứ về đi, bà cứ về đi để con nhờ thêm người nữa đi tìm. Người cho mới đi tìm. Bà cứ về bà lo việc ở nhà đi. Làm việc nhà giúp chị giúp anh đi. Tao đi về rồi, mà đang tối nay không phải tìm đến về cho tao nhé. Vâng, được rồi, bà yên tâm ạ. Lắm thôi. Nào, khỏi rồi. Con đang mừng bảo là hôm nay là hôm thứ ba rồi, chắc là êm rồi, không việc gì nữa. Cứ cho hai đi lên núi đá là bắt đầu hết này trở lại vậy nhá. Mọi người ạ, đây là bà nội của em Chiến. Thì Khoa đã trông em ấy được hai ngày rồi, mà đến hôm nay là ngày thứ ba. Khoa đang định ra nhà em ý đấy, thì bà nội em ý Khoa đang ở ngoài vườn cơ, thấy ầm chạy vào thì thấy bà đang kêu rời kêu đất lên bật tìm cháu đấy. Bây giờ thế nào, hôm nay tự nhiên nó lại mưa, nó gió nó rét chứ. Thôi cố gắng mà. Thôi được rồi, bà cứ về đi. Bà cứ về đi. Thôi tao đi về nhá. Vâng. Bà về nhá. Vâng. Bà cứ về đi rồi tí mấy cháu mượn thêm người rồi đi tìm cho bạn. Bà về nhá. Ơi. Bà yên tâm, cháu biết chỗ rồi đấy. Ơi. Cứ bảo mày đi tìm về tối nay. Vâng, được rồi. Tí nữa Khoa nó mượn thêm người rồi nó đi bạn. Vâng ạ. Tí Khoa nó mượn thêm người đi tìm cho cháu nó về cho bà. Vâng, bà cứ yên tâm nhá. Vâng. Ôi, mưa gió rét thế này. mẹ còn biết nhà của cái ông thầy lần trước mà ấy cho anh Tùng nữa không? Còn nhớ nhà không? Nhớ thì nhớ nhưng mà nó hơi xa thì bây giờ cũng phải đi thôi. Mẹ chạy thì chạy ra nhà ông thầy đấy nhá, chạy ra nhà ông thầy đấy thì con nhờ người nữa lên cái chỗ hôm nọ bị đấy xem nào có gặp không. Ôi ôi mọi người ạ, thật sự là không hiểu sao nữa mà đến hôm nay rồi mới bị cơ, mà cái lúc bình thường, lúc hai ngày trước ấy thì em ấy không có một cái biểu hiện gì lạ luôn, gọi là vẫn bị hay thế nọ thế kia cả, em rất bình thường luôn. Vẫn còn đi làm phát cỏ ở vườn, rồi là vẫn còn chăm bố. Mà đùng một cái 3 giờ sáng em ý dậy, em ý hùng hổ, em ý bỏ em chạy mất. Thôi mẹ ấy đi, mẹ chuẩn bị để đi, con cũng đi nhờ người đây. Mọi người ạ, Khoa bây giờ Khoa cũng đấy, mẹ Khoa thì chạy ra cái chỗ nhà ông thầy lần trước mà gỡ cho anh Tùng ấy, gỡ cho Khoa ấy, thì để mẹ Khoa chạy ra đấy không cũng lâu lắm rồi. Ông đấy lại ông không dùng điện thoại cơ, thành thử ra là có việc toàn phải chạy ra nhà thôi, nhưng mà cũng nhà cũng hơi xa ấy thôi, nhưng mà bây giờ cũng phải cố thôi.